Chào cả nhà, chào ngày mới. Chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui nha. Hôm qua là cả nhà đã có một buổi tiệc rất là vui ha. Rất là nhớ mọi người. Rất là cô đơn khi mà đi chơi không có đi được đông người. Hôm nay là ngày thứ ba của Novedan ở đây Vancouver, Canada. Ở bên Canada mấy cái shopping á mọi người, nó có những cái cửa hàng mà bên Mỹ không có. Nhưng mà bù lại thì 50% là có tất cả các nhãn hiệu ở Mỹ. Thì bên Canada đều có Vancouver. Mà rất là bự và rộng và đẹp nữa. Anh Dan mới nhắn tin, anh Dan nói là ở trên lầu 2 có nhà hàng Việt Nam. Và nó đang ở thành phố này, nó đang ở thành phố Richmond. Từ chỗ nó ở đi bộ qua đây khoảng 10 phút thôi mọi người. Rất là tiện, rồi đi thêm khoảng 5 phút nữa là tới xe lửa. Đó, đi xe lửa là đi được khắp nơi luôn, cứ mua vé là lên là đi thôi. Và vì là khu du lịch đó mọi người, nên là người ta mặc đồ đẹp lắm, ai cũng mặc đồ thời trang hết trơn á. Thậm chí mà ông già bà lão mà cũng mặc đồ sành điệu lắm. Sắp tới là ai có nhu cầu mua nhà thì tới đây đăng ký nha. Đó, đang chuẩn bị xây nhà đó, đẹp không? Gần với lại xe lửa luôn, gần shopping luôn, cái khu vực này là rất là tốt. Đây là cái tên của thành phố nó ở là Richmond đó, rất là tốt, chưa best location. Đó, gần với Skytrain nè, đó thấy không? Rồi cái gì nữa? Wow, vừa ăn uống vừa sắm binh vừa giải trí, coi như là đi bộ không à, gần lắm. Đó, rất là nhiều tiện lợi. Mọi người có muốn đăng ký thì đăng ký đi nha. Đó, rất là đẹp đó nha. Nó đang chuẩn bị view rất là nhiều luôn á. Mà nhà ở bên Canada này kiến không à mọi người. Buổi sáng là đó mọi người thấy không, buổi sáng rất là tiết kiệm, rất là nhiều điện, không cần phải xài điện tại vì kiến nè mọi người thấy không. Đó, giống nhà của máy chính vậy đó, cái má bù á, xài kiến vậy nè, ban ngày sẽ tiết kiệm rất là nhiều tiền điện. Hồi nãy nó đi vô một cái tiệm của Pháp á mọi người, đồ bên Pháp nó về á, có đồng đẹp lắm mà $200. Trời ơi, mua cáo đầm xong là 2 ngày không được ăn gì luôn á mọi người. Cho nên là trời ơi, mà nó đẹp lắm luôn á, mà đúng với sở thích của nó luôn á. Mà nó thấy $200 cái, nó nói thôi không mua đâu, mua là anh Dan 2 ngày là anh Dan không có đồ ăn đâu. Là anh Dan phải ăn ăn đồ cũ á mọi người. Là anh Dan sẽ kiện nha, cái tour guide này chết luôn á mọi người. Đây là khu vực đồ ăn, bán đồ ăn đẹp quá ha. Bây giờ mình đi kiếm anh Dan nha. Anh Dan, anh đâu có tiền đâu, nơi giữ tiền thì nó ra. Anh Dan có lên đây thì anh Dan cũng phải chờ nơi đi mua đồ ăn cho ăn à. Mọi người thấy đẹp không? Mọi người ở đây mặc đồ rất là đẹp nha mọi người. Ông già bà lão ở đây là mặc đồ rất là sành điệu luôn á mọi người thấy không? Đó, vì là khu du lịch hay sao, mọi người mặc đồ đẹp lắm, ai cũng mặc đồ đẹp hết trơn á. Ok, chúc cả nhà một ngày mới nhiều niềm vui nha. Có cái gì vui vui ngộ ngộ lạ lạ thì nó sẽ quay cho mọi người xem nhé.
Bye bye, hẹn gặp lại.